Xin chào bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Chelsea TFF, một dòng mẫu xe mang thương hiệu của Mỹ, được trang bị full bộ cấu hình Shimano Tiagra, nước sơn nguyên bản khung nhôm, bánh 700c. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe là làm từ nhôm, nhưng mà siêu nhẹ. Lớp sơn còn rất là mới. Trang bị phun bộ chuyển động và phanh của Tiagra, rất là cao cấp của dòng Shimano. Bidon TFF, TFA của Mỹ, đánh lắc cũng là Shimano Tiagra. Đùi đĩa Tiagra, bánh như bạc đạn đi vào. Và bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56mm. Và chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6768 đến 1m80 thì phù hợp. Tầng lít và hai tầng đĩa, 20 tốc độ chuyển động cuối cùng là mượt mà. Chiếc xe đang bán bên em mức giá là 10.900.000 với mức giá rất là hợp lý. Các bác đã được một chiếc xe Mỹ được trang bị full bộ cấu hình Tiagra rất là ngon trong tầm giá 10.900.000, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.